Xin mời chào toàn thể các quý vị khán giả yêu quý của kênh DVH Audio nha. Hôm nay mời các bạn đi cùng mình sang bên cái điểm trưng bày của mình ở bên đường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Đây là mình đang đi từ bên nhà riêng của mình sang. Và các bạn mà đi từ hướng Đông Anh hoặc là hướng Mê Linh, Vĩnh Phúc, nói chung là mạn ngược mà đi về qua cầu Nhật Tân ấy, đi về qua cầu Nhật Tân thì đi sang cái cơ sở trưng bày của mình rất là dễ. Đây mình cũng đang đi ở trên cầu Nhật Tân đây. Hôm nay thì thời tiết chẳng biết nói sao nữa. Vừa có nắng mà lại vừa có mưa, đang mưa bóng mây các bạn ạ. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy hạt mưa trên kính này, đang mưa bóng mây. Vừa nãy người của mình thì cũng đang cho đi ship hàng bằng xe máy, không biết là có bị dính mưa hay không. Cũng đang hơi lo. Ở đấy ra đến đây thì lại hết mưa mất rồi. Rồi, mình đang lên trên đường dẫn lên cầu Nhật Tân rồi. Các bạn đi từ hướng sân bay Nội Bài xuống đây rất là đơn giản. Đi chắc chỉ mất khoảng độ 20 phút thôi là từ sân bay Nội Bài có thể về được đến cầu Nhật Tân. Tại vì đường bây giờ người ta làm to, đẹp, nói chung là đi rất là nhanh. Từ bên mình đi sang bên cái điểm trưng bày nha, bên đường Xuân La kia mình đi chắc cũng chỉ hết khoảng độ 10 phút thôi. Đường rất là đẹp. Tí nữa sang đến nơi thì mình sẽ quay clip tiếp. Bây giờ thì mình tạm dừng ở đây để tập trung vào cái việc lái xe. Ngoài lề tí các bạn ạ, cái đường cầu Nhật Tân này đi cũng khá đẹp, đi được nhanh lắm. Bạn nào mà đi từ hướng phía mạn ngược kia về đây có khi test đường tí hoặc test xe để lên trên đường này đóng chắc được độ 120-140 đấy. Rồi, mình tạm dừng nhá, tí nữa sang bên cửa hàng thì mình sẽ quay clip tiếp cho các bạn xem. Rồi các bạn ạ, mình đang ở trên đường Võ Chí Công nhá. Bên này là bệnh viện tim Hà Nội các bạn này. Thì đi đến từ cầu Nhật Tân đi xuống là đến nhịp đèn xanh đèn đỏ thứ hai, là các bạn rẽ tay trái. Đi từ phía bên mình sang là rẽ tay trái, còn các bạn ở nội thành đi ra thì là rẽ tay phải. Thì là chỗ này là số 26B đường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Đây rồi, đến đèn xanh đèn đỏ đây rồi các bạn. Đèn đỏ chờ hơi lâu, đèn đỏ để rẽ trái 40 thì mấy giây nữa. Đấy các bạn, đến chỗ này thì xin nhan rồi rẽ trái nhá, rẽ trái sang bên này nhá. Dành cho âm thanh karaoke, âm thanh gia đình các bạn nhé. Gồm có các loại loa karaoke rất là cơ bản này. Và các cái mẫu loa trầm. Mẫu loa trầm thì mình có khoảng trên chục mẫu cơ. Nhưng mà ở địa điểm này thì do cái không gian bày nó có hạn nên là mình cũng không mang ra quá nhiều. Các cái loại loa rất là đẹp. Nói chung là các cái mẫu bán khá chạy mà mình đưa ra đây mình bày cho nó đẹp. Micro nữa này. Micro các bạn nhé. Các cái loại micro này tham được rất là hay. Như đây. Bên này là bên loa bốt âm ly này. Bên âm ly này và bên các cái thiết bị về âm thanh các bạn nhớ, thiết bị về âm thanh có lọc xì, micro, vang cơ, vang số. Và ở đây thì mình đã để sẵn một cái bộ rất là nhỏ thôi, gồm có một vang số và một cục đẩy. Một vang số và một cục đẩy, một bộ micro, cục trầm và đôi loa, và chính giữa là một cái tivi rất là to. Cái này thì luôn luôn đón chờ các bạn qua cửa hàng để test nhạc karaoke nhá. Thì sẽ có nhân viên ở đây sẽ phục vụ các bạn rất là nhiệt tình, các bạn có thể qua test micro. Test, nếu mà các bạn quan tâm các loại micro bất kỳ model nào đây thì chỉ cần lấy ra và sẽ có nhân viên sẽ cắm vào kết nối vào hệ thống để cho các bạn test micro, test loa cũng vậy thôi. Test loa thì sẽ đặt loa lên phía trên này, test cho các bạn nghe. Rồi vang cơ, vang số, cục đẩy, âm ly. Nói chung là đây là cái khu vực test đồ các bạn nhé. Dành một chiếc TV rất là to, dành riêng cho các bạn qua cửa hàng để test đồ, để thưởng thức các cái loa này. Nói chung các bạn quan tâm mua đen nào thì sẽ có nhân viên sẽ tư vấn nhiệt tình cho các bạn nhá.
Rồi các bạn ạ, sắp thời gian sắp tới thì mình sẽ bổ sung thêm cái loa tròn Glorix, cái loa đồng trục mà ở clip trước mình có giới thiệu các bạn nhé. Thì mình sẽ bổ sung một vài đôi loa tròn ra đây để cho các bạn ở gần gần khu vực này hoặc là có đi đâu qua khu vực này thì có thể vào đây test thử và cảm nhận luôn cái loa tròn rất là đẹp các bạn ạ. Ở mình lên ở clip trước đấy, nó to hơn quả bóng bay này một chút, to hơn quả bóng bay này một chút. Loa đồng trục nghe cực kỳ hay luôn, vừa treo được, vừa để bàn được và vừa chống lên chân được. Ở cái clip này thì mình cũng xin phép mình dừng tại đây các bạn nhá. Các bạn mà có đi đâu qua khu vực này thì có thể qua cái gian trưng bày này của mình vào xem đồ hoặc là test đồ hoặc là có nhu cầu mua hàng thì sẽ có nhân viên và sẽ tư vấn cho các bạn rất là nhiệt tình. Và các bạn mà ở gần gần khu vực nội thành Hà Nội thì có thể qua đây luôn các bạn nhá. Sang bên nhà mình thì nó xa hơn, mình sang luôn bên này cho nó gần. Rồi mình xin chào các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip mới của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.